Bữa nay sầu riêng vào vụ mùa rồi. Mình thấy rất là rẻ luôn. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là em đang ở cửa sầu riêng Út Quanh. Nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Địa chỉ chúng ta đó là 181-4C Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12. Những hình ảnh về chị gái miền Tây quê Đồng Tháp bán sầu riêng. Bây giờ là sầu riêng đang vào, sầu riêng vào mùa sổ rẻ. Chị để cái câu hay không? Rất là hay luôn. Sầu riêng hả chú? Chú mua cui hay là sao? Đây, sâu lọc. Chị, lựa cho chú một cái nhỏ. Nhỏ cỡ 5kg không? Nhỏ cỡ 5kg không? Vô thay cái đầm đẹp đẹp hả? Dạ, tôi nghe thay cái đầm đẹp đẹp, cái tôi ra tôi đứng không em? Nghe bà chủ nói chuyện không? Trời ơi, vui quá, vui vậy. Quay bán bầu của Chi nè. Bên kia bán bầu của Chi hả? Đâu? Đây bán gà. À, bán gà hả? Tưởng bò của Chi chứ. Trời ơi, chị khách vô mua sầu riêng kìa. Đó, hôm nay chia sẻ những hình ảnh về bữa sầu riêng mới cho ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nè. Dạ. Thấy là ăn được luôn chưa? Dạ, chính rồi đó chị ơi. Chính là luôn. Đó, chị khách đầu tiên trên kênh Giáp rồi. Rồi. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị, để chập lên gửi tiền nha. Ôi, nước mía sầu riêng. Thơm quá. Nước mía mix sầu riêng ngon quá. Thơm. Ôi, sầu riêng luôn kìa, bà chủ. Sầu riêng luôn. Nước mía hả chị? Có nước mía luôn. Ông chủ ra làm nước mía kìa ông chủ. Nước mía hai ba người luôn. Dạ. Thôi, sầu riêng luôn. Dạ.
bữa nay rẻ bèo bé bèo luôn á, nói chung là 65.000 thì quá là rẻ luôn. Thì em bán ở đây để bỏ xỉ xong rồi còn mấy cái trái này bán rẻ cho bà con ăn thôi chứ ai dạ. Bán lại mà mua dạ. Bất ngờ chưa? Cái này chưa. Ủa thấy nó hết mà. Đợi em xíu nha. Dạ. Vừa uống nước mía mà vừa nói chung là vừa nước mía mà vừa sầu riêng quá trời. Cái đó là một muối mới đó nghe anh, cái đó là một muối mới đó. Dạ đó, một hộp á. Dạ thường là nó gãy là một hộp. Buổi chiều á nắng lắm Sài Gòn này không? Dạo này là nắng nóng cực kỳ, là nắng nóng luôn. Rất là đông mua sầu riêng, giá không thể nào mình nói là giá sầu riêng chỉ bán là rất là rẻ luôn. Chị thường ăn sầu riêng đây không chị? Có hả? Dạ. Dạ. Chị ăn ở đây được mấy năm rồi? Mới ăn đây hả? Mới ăn đây hả? Dạ. Bắt đầu bữa nay vào vụ mùa sầu riêng rồi nên là sầu riêng nó sẽ đỡ hơn. Đó, rồi bà chủ đang lựa, bà chủ làm nước mía. Nay phát hiện chị gái phui sầu riêng, nhìn nói chuyện vui lắm. Trái này hả? Chị ơi. Chín rồi chị, chín rồi. 116.000 chị ơi. 116.000. Tôi đâu ăn vậy? Tôi dọn luôn qua đây. Ôi trời ơi, chị này sao nhanh vậy? Trời ơi. Chuyên nghiệp rồi. À, hôm nay chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. 65.000 ký cũng ngon bộ cơm. 65.000 ký à? Dạ. Rồi. Dạ. Được 2 muối rồi đó. 2 muối rồi. Ôi, bà chủ lại nhẹ nhẹ đó ra rồi cái chưa? Chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp mà. Bán sầu riêng được mấy năm rồi chị? 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Dạ. À, chị quanh là bán được 5 năm rồi. Nó tiền 116.000 đó. Rồi. Rồi. Một cách. Dạ. Giờ chị để các bạn ở trong. Được rồi, thì lấy cái này.
gì chú? Chợ chợ của Thành Hai Mai. À, Hiệp Thành Hai Mai hả? Chợ Hiệp Thành đó. Chợ Hiệp Thành. Chợ Hiệp Thành. Nhiều lắm. Ba nhưng mà cái hộp nó to xíu. TV. Dạ. Cái này đi kia. Cái kia nhỏ. Ba muốn học gì? Ba học. Chị là chuyên cung cấp sỉ lẻ trong và ngoài nước luôn. Dạ. Chuồng bò, sấu hữu, thái, manh thông, con sư kim, cơm, cấp đông gì đó. Tốt tụt tụt tụt. 258.000 nó tính 250 bớt 6.000. Đúng không? Đi. Dạ. Thì khui, cái cách khui của chị là nó khác, mỗi người có một cái cách khui khác nhau. Đúng rồi. Dạ, lặn cách lặn là sao? Dạ. Có người có cái dao và cắt. Dạ, đúng rồi, có người lấy dao cắt. Đó, chỉ nãy đó. Ui, cơ bản. Cái này là sao? 75kg hả chị? Đúng rồi, quá đẹp đẹp đó. Trời thì cái chết buổi chiều quá. Hả? Chết luôn. Thấy chị bán mic Thái cũng được á, khách mua mic Thái. À quay mic Indo. Mic Indo ruột đỏ đây. Mic Thái nó bán 10.000 ký. À mic Thái là 10.000 ký hả? Bán 10.000 các loại có thể. À. Dạ. Dạ bình thường là bán mic nhiều hả chị? Dạ. Giờ vô mùa là nên bỏ mất công luôn. Bình thường là chị bán mít cũng nhiều. Bây giờ là bắt đầu sầu riêng thì vào vụ rồi đó. Hết mía, hết mía. Vô nhậu ghế nha. Em không biết.
không đủ nước hả chị Diệu Anh? Ôi ôi, rẻ dữ lắm, rẻ. Dạ. 75.000 ký nè, sầu riêng á. Chứ nhiều, mất 8.000 rồi. 8 lạng đủ cơm. 8 lạng đủ cơm. Cơm 400 người ký là nó 34 người, thì có 250 rồi. Lấy được 90.000. Mình giống như kia bán sao? Mít hả? Cái này lọt rồi là 80.000 một ký. Còn ký như cắt rồi là 40. Trái thì 30. Em bán nghẽ được cho đầu bó đúng chứ. 55.000 rồi. Lấy 300 tròn. Mất em bớt không được. Lấy 300 tròn đi. Đợi 5.000 bán cái bà mất cắt cực lắm. Cắt được cho chú làm thì chú có ngọt không đây? Cho muối nén. Ngọt hơn sầu riêng như đó. Ngọt hơn sầu riêng. Nó ngọt hơn sầu riêng, cái đó là nói thiệt đó, chứ không phải là mình biết mình ngọt hơn miếng sầu riêng luôn. Miếng chiên đô thì ngọt. Nó ngọt hơn miếng sầu riêng thì chắc thơm hơn. Thơm hơn cái kia. Mà tính nghe nó đâu mắc đâu, em bán gì vậy á, mọi người bán tới 65.000 ký lận. 300 hả? Không bớt được, 8.000 sầu riêng người ta bớt được. Sầu riêng người ta bớt 8.000 được, chứ mít 5.000 là phải lái của lỡ. Dữ à. Cảm ơn chị nha. Chị Quynh quê miền Tây luôn hả? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Chị Quynh là quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Mít tròn nha. Mít tròn. Đảo quá hả? Bán này là rẻ. Dạ. Rẻ hơn chợ đầu mối à? Rẻ hơn chợ đầu mối mà. Nghe chị Quynh nói là chị bán mít rẻ hơn chợ đầu mối á. Chợ đầu mối người ta bỏ sỉ mít này là 35.000 ký. Dạ. Em bán có 30 rồi. Dạ. Tức là một ký chị lột vỏ ra luôn ấy, lột ra luôn vậy. Lột ra luôn là cái gì á, là 70.000 ký. À 70.000. Còn để nguyên miếng là 30. Dạ. Cắt cùi ra là 40. Dạ. Có giá. Dạ, giá 40. Thế ông chị làm rất là nhanh tay luôn á. Nói chung là đây là clip đầu tiên của mình về vựa sầu riêng Út Quynh ở trên quận 12. Nhưng bà cô chú anh chị và các bạn, em quay sầu riêng rất là nhiều, về hôm nay chia sẻ thêm cho mọi ông bà cô chú anh chị và các bạn một vựa sầu riêng ở quận 12 nha. Dạ. Mít nữa nè. Nói chung là chị bán, mình thấy nó bán mít nè, sầu riêng nè, rồi nước mía nè, nước chiên mía đồ ngọt hả? Chiên đồ ngọt, đảm bảo là không không ốm nổi mà. Ai muốn tăng cân lại đây? Rồi. Thấy bà chủ không? Bà chủ ở đâu có tăng nổi đâu. Không nổi. Muốn tăng lại đây, đây chứ bà chủ tăng không nổi. Mắc cười quá nha. Đúng rồi, đáng lẽ bà tưởng bà chủ là phải tăng cân mới phải mà bà chủ không tăng. Hay là khui sầu riêng, hay là khui sầu riêng nó nặng quá. Chắc vậy á, sạp xuống. Đâu mọi người đứng khui nhiều chứ, tại giờ này mọi người đi ngủ trưa tới em bán đó chứ. Dạ hả? Xíu nữa 3-4 người bán tặng. Ủa xíu nữa 3-4 người làm hả chị? Dạ. Dạ. Chị đặc biệt là nghe chị nói chuyện rất là cởi mở luôn đó ông bà cô chú. Vui nữa. Đó. Nước mía sầu riêng. Mít. Chị nói là chị bán được 5 năm rồi. 5 năm ở đây luôn hả chị? Ở đây được 2 năm mấy rồi. À, lúc ở trước bên Gò Vấp à? À lúc trước là chị bán bên Gò Vấp à? Lúc trước là mặt bằng nó cao quá bán. Em chỉ chuyên sĩ thôi mà ở đâu cũng được. À mình là chuyên sĩ thôi. Chuyên sĩ. Mấy cái hàng bán ở đây là đâu có lời đâu, linh tinh mình bán rẻ cho mọi người ăn thôi. Dạ. Yeah. Kéo lắm làm nhanh lắm. Sầu riêng kìa. Bán đâu có thiệt. Rồi để em xíu nha. Dạ. Nhận xuống. Nhận xuống. Chó sầu riêng anh. Giá dữ. Cái này là 90 nè. Q
Buổi chiều ở đây hơi nắng chị Oanh hả? Nắng. Nắng quá. Không đất không? Kéo rồi coi. Bữa nay là vào vụ mùa chính chưa chị Oanh nè? Vô mùa nè. Đúng là vô mùa rồi đó hả? Đúng là rộ. Đúng là rộ luôn. Sầu riêng vào mùa sổ rẻ. Tính trời mà không biết không. Đủ không anh? Hay lấy trái bự hơn? 90 ngàn một cái. Cái này 257. Có 7 ngàn á. 250. Ui, để nguyên. Ôi, sầu riêng kìa. Bà chủ. Ừ. Một ly nước mía sầu riêng đó. À, mít một ly nước mía sầu riêng. Mít sầu riêng rồi đó. Anh ăn mít hả? Ở trong mới làm nè, đâu nha. Mới vừa làm xong luôn. Nhỏ rồi lại bán. Thì nó khác nha ông bà cô chú, bởi vì ở nơi mua khác cái giá sầu riêng, có thể là ở vừa này là giá như đó, vừa khác là giá khác, bởi vì mỗi cái mặt bằng ở mỗi nơi á nó khác. Đúng rồi hả, mà chuyện cái mặt bằng nó rẻ hơn nhiều chứ, còn mặt bằng mà ví dụ như quận 1, quận 3 hoặc là quận 10 nó khác nha. Trời ơi, nước mía, mít sầu riêng kìa chị. Sorry. Để đây, đang hả? Cái đẻ luôn hả? Cầm chín ạ, ok nha. Mình có thể để nguyên cho anh ạ. Mình đã hộp luôn hả? Nhớ bò thêm nha. Nhớ bò thêm nha. Cầm khui. Người diễn bò ở trên khu sầu riêng cực khổ mà cho tiền tiêm chân là sao? À vậy hả? Vui ghê luôn á nha. Lần đầu tiên gặp chị á, nhưng mà chị nói chuyện rất là vui, hài hước nữa. Ông bà cô chú xem clip là biết rồi. Cho đây ủng hộ nha, mọi người mua ăn. Ghé ủng hộ chị. Nếu mà khu vực quận 12 rồi nè, Hóc Môn rồi đó. Không thì cứ mua đặt lần 50kg đi. À, lần 50kg là được nhà hả? Ăn từ từ. À, lần 50kg bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Rồi, nhà 50kg là được, giá sỉ đó, giá sỉ rẻ mà. Giá sỉ rẻ hơn đúng không chị? Rồi. Bỏ giá sỉ thì rẻ hơn. À, cái này Tiền Giang anh. Tiền Giang. Anh thử miếng đi. Nhìn là biết nó ngon không? Bé họ ăn mua sầu riêng, khách vô cũng mua sầu riêng. Hai chữ nhập. Mọi người bữa nay đi ngủ trễ quá, giờ này chưa ngủ à? Chồng ngủ trễ hả? Không, có chồng. Chưa có chồng à? Có chồng mà chồng đi đâu mất tiêu rồi, chồng đi theo gái rồi. Cái gì vậy? Nói với chồng em đi mua vườn. À đi ổng là đi mua vườn. Đúng rồi, mình nói là mình bán chứ, đúng rồi. Hợp lý à? Dạ hợp, quá hợp lý. Vậy nó hợp lý phải uống ly. Uống ly. À, hợp lý là uống ly kìa. Đúng rồi. Tối chắc này cặp cảnh chết luôn mà uống ly. Giờ còn sỉnh luôn đó. À, tối nhậu quá đô hả? 109. Thôi khỏi bo mà, thôi mà, ngại lắm. Nói thiệt anh khách anh bo thiệt. Tiền Giang chính kịp là hết rồi. Trời ơi. Hẹn gặp lại anh ở Tiền Giang. Về xem Cuộc Sống Sài Gòn TV nha anh. Trời ơi, anh đi mua sầu riêng mà. Ờ chú. Dạ. Lấy loại hộp 208 rồi. Cái này là đi bỏ sỉ nè. À, cái này là chị bỏ sỉ. Chuẩn bị đóng 5 thùng rồi đóng kẹp. Dạ, rồi ok chị. 2 giờ hả? Hết mía, hết mía. Nước
sầu riêng. Đây là nước mía mix sầu riêng. Ở cái đó là cũng sầu riêng luôn hả? Sầu riêng không hả? Ồ, cái ly đi bể rồi, cái ly bể rồi. Hôm nay thấy sớm vậy chị ơi. Ừ, hôm nay về nhậu với chị vậy? Ngồi em vô nhậu ghế nha.